Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 30, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 8. Hồi hướng chân như tướng thứ 8. Phật tử, thế nào là hồi hướng chân như tướng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đại đệ tử của Phật. Các vị có biết thế nào là hồi hướng chân như tướng của Đại Bồ Tát Tu Bồ Tát Đạo Trăng? Nếu không biết thì xin mọi người chú ý, hiện tại tôi sẽ vì các vị giải thích. Phật tử, Đại Bồ Tát này chánh niệm thấu rõ, tâm của Ngài an trụ vững chắc, xa lìa mê hoặc, chuyên tâm tu hành, thâm tâm chẳng động, thành tựu nghiệp bất hoại, hướng về nhất thiết trí, chọn không thối chuyển, trí cầu đại thừa, dũng mãnh không sợ hãi, trồng các gốc công đức, an ổn khắp thế gian, sinh căn lành thù thắng, tu pháp trắng tịnh, đại bi tăng trưởng, tâm bóng thành tựu, thường niệm chư Phật, hộ trì chánh pháp, nơi Bồ Tát đạo tin tưởng ưa thích vững chắc, thành tựu vô lượng căn lành tịnh diệu, sinh tu nhất thiết công đức trí huệ, làm điều ngự sư, sinh các pháp lành, dùng trí huệ phương tiện để hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, tu hành Bồ Tát Đạo, Ngài thường chánh niệm chẳng có tà niệm, Ngài có đại trí huệ thấu suốt tất cả nhân quả báo ứng, tâm của Ngài rất vững chắc, trụ ở trong tất cả Phật Pháp, xa lìa tất cả vô minh, tất cả mê hoặc, chuyên tâm nhất trí tu hành Phật Pháp. Tâm thường ở trong định, chẳng bị ngoại cảnh bên ngoài làm lay động, thành tựu tất cả định nghiệp, tức cũng là nghiệp bất hoại, hướng về nhất thiết trí huệ, bất cứ lúc nào, chọn cũng không thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trí nguyện của Ngài chuyên cầu Phật Pháp Đại Thừa, dũng mãnh tinh tấn, hướng về phía trước, chẳng sợ hãi tất cả khốn khổ hoạn nạn, gieo trồng tất cả gốc rễ đức hạnh, khiến khắp tất cả chúng sinh thế gian được an ổn, chẳng có mọi sự tai nạn, sinh ra căn lành thù thắng, tu hành pháp trắng thanh định, nghĩa là chẳng có pháp môn ô nhiễm. Tâm đại bi của Ngài thường tăng trưởng, bi hay cứu khổ, cứu hết thảy khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn phiền não, chẳng còn vọng tưởng, tâm báu thành tựu, hãy sinh nhất thiết trí huệ. Bồ Tát lại luôn luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật, lại luôn luôn hộ trì chánh pháp nhãn tạng. Đối với tất cả Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, vừa tin tưởng vừa ưa thích, tâm của Ngài vững chắc như kim cang, chẳng bị thiên ma ngoại đạo phá hoại, thành tựu vô lượng căn lành thanh tịnh vi diệu, mới có thể lìa khỏi tất cả tâm nhiễm ô, mới có thể đắc được nhất thiết trí huệ. Căn lành đó là cơ sở thành tựu quả Phật. Tu hành Bồ Tát Đạo phải siêng tu thời thời khắc khắc không giải đãi, nếu không siêng tu thì không thể thành tựu tất cả công đức và trí huệ. Nếu muốn có công đức và trí huệ vô thượng viên mãn thì phải siêng tu. Siêng tu là pháp bảo học Phật Pháp duy nhất. Đưa ra một ví dụ, giống như học sinh đi học, nếu muốn đạt thành tích tốt thì nhất định phải siêng năng học tập, dụng công nghiên cứu. Nếu lười biếng không cầu tiến tới, đợi đến lúc thi thì tay chân rối loạn, kết quả không đạt được gì. Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải siêng tu tất cả công đức và trí huệ. Do đó chớ cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, chớ cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Việc thiện tuy nhỏ cũng đi làm công đức, việc ác tuy nhỏ cũng đừng tạo tội nghiệp. Cổ nhân có nói, núi Thái chẳng bỏ cát bụi nên trở thành cao, sông biển chẳng lựa dòng nhỏ nên trở thành sâu. Tu công đức học trí huệ, từng chút tập ít thành nhiều, dần dần sẽ thành tựu. Chúng ta phải dụng công ở bên trong, tức là thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm, thời thời khắc khắc quét đất tâm cho thật sạch, tức cũng là chẳng còn vọng tưởng. Tâm giống như đài sáng chói chiếu sáng vạn sự vạn vật, vọng tưởng giống như bụi bặm hay che mờ ánh sáng trong gương. Nếu chẳng lau chùi thường xuyên thì lâu dần gương sẽ mất đi ánh sáng, chẳng còn tác dụng gì nữa. Do đó phải siêng lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Tâm của chúng ta có bụi rồi thì tương lai sẽ che lấp trí huệ vốn có, chẳng hiện ra đại quang minh tạng. Nếu siêng tu tất cả công đức, siêng học nhất thiết trí huệ thì sẽ làm bậc điều ngự sư của chúng sinh. Điều là điều hòa, ngự là giá ngự. Người xưa thường dùng xe ngựa, người thời nay dùng xe hơi, đều gọi là ngự. Tóm lại, phàm là người có thể khiến cho xe tiến về trước đều là ngự. Điều ngự là đạo sư của tất cả chúng sinh ba cõi, tức cũng là một trong 10 danh hiệu của Phật. 10 danh hiệu của Phật là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
làm điều ngự sư sinh ra tất cả pháp lành, xa lìa tất cả pháp ác, dùng pháp môn thiện xảo phương tiện, đại trí đại huệ để giáo hóa tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Bồ Tát chẳng ích kỷ, đem căn lành tu tập chẳng giữ lại cho chính mình, hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt huệ quan sát hết thảy căn lành vô lượng vô biên. Các căn lành đó khi tu tập, hoặc cầu duyên, hoặc sắm sửa, hoặc trị tịnh, hoặc hướng nhập, hoặc chuyên cần, hoặc khởi hành, hoặc thấu đạt, hoặc thẩm xét, hoặc khai thị. Như vậy có đủ thứ pháp môn, đủ thứ cảnh, đủ thứ tướng, đủ thứ việc, đủ thứ phần, đủ thứ hạnh, đủ thứ danh tự, đủ thứ phân biệt, đủ thứ sinh ra, đủ thứ tu tập. Trong đó hết thảy tất cả căn lành đều hướng về tâm thừa thập lực mà kiến lập, thảy đều hồi hướng nhất thiết trùng trí, chỉ một không hai. Lúc đó Bồ Tát dùng mắt trí huệ của Ngài để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh ba đời, nhìn xem chúng sinh đó với Ngài có quan hệ gì, lại nhìn xem chúng sinh kia với Ngài có quan hệ gì. Quan sát rồi, chúng sinh đó là cha của Ngài từ vô lượng kiếp về trước, chúng sinh kia là mẹ của Ngài từ vô lượng kiếp về trước, cho đến lục thân quyến thuộc, họ đang chịu tội vì cứu họ thoát khỏi biển khổ. Bồ Tát phát nguyện, phàm là thấy mặt ta hoặc nghe tên ta đều phát tâm Bồ Đề, đều thành vô thượng đạo. Nghề nghiệp của Bồ Tát là chuyên vì chúng sinh làm việc, cứu tất cả chúng sinh đến bờ bên kia, lìa khỏi khổ trong ba cõi sáu nẻo. Tuy chúng sinh độ cũng độ không hết, song Bồ Tát chẳng nản lòng, lại tiếp tục độ chúng sinh, giống như Bồ Tát Địa Tạng tâm bi tha thiết vì cứu chúng sinh địa ngục mà hy sinh chính mình. Ngài phát nguyện, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thể không thành Phật. Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tinh thần thật là vĩ đại, chúng ta thấy nên bắt chước làm cho bằng được, hướng Bồ Tát mà học tập, hướng Bồ Tát làm cho bằng được, đừng ích kỷ nữa. Bồ Tát dùng mắt trí huệ quan sát căn lành của chúng sinh có nhiều vô lượng vô biên, hết thảy căn lành khi tu tập thì hoặc cầu tất cả nhân duyên gieo trồng căn lành, hoặc sắm sửa rất viên mãn gieo trồng tất cả căn lành, hoặc giống như trị bệnh khiến cho hướng vào trong nhất thiết trí huệ gieo trồng tất cả căn lành, hoặc chuyên khuyến khích chính mình khiến cho mình phát tâm Bồ Đề, hoặc sinh khởi tâm tu hành căn lành, hoặc thấu rõ thông đạt tất cả nghĩa lý gieo trồng tất cả căn lành, hoặc thẩm xét sự vật biện lý như thế nào gieo trồng căn lành, hoặc khai thị chúng sinh gieo trồng căn lành như thế nào. Đề xướng như vậy vì chúng sinh trồng căn lành có đủ thứ pháp môn, có đủ thứ cảnh giới, có đủ thứ hiện tượng, có đủ thứ sự việc, có đủ thứ phần số, có đủ thứ tu hành, có đủ thứ danh tự, có đủ thứ phân biệt, có đủ thứ sinh ra, có đủ thứ tu tập. Ở trong đó hết thảy tất cả căn lành hoàn toàn hướng về tâm đại thừa thập lực mà kiến lập, thảy đều hồi hướng về nhất thiết trí huệ, nghĩa là chỉ có một thừa, chẳng có hai thừa. Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện được thân nghiệp viên mãn vô ngại, tu hạnh Bồ Tát. Nguyện được miệng nghiệp thanh tịnh vô ngại, tu hạnh Bồ Tát. Nguyện được thành tựu ý nghiệp vô ngại, an trụ đại thừa. Nguyện được tâm viên mãn không chướng ngại, tịnh tu tất cả các hạnh Bồ Tát. Nguyện khởi vô lượng tâm địa rộng lớn, chu cấp vô biên tất cả chúng sinh. Nguyện nơi các pháp tâm được tự tại, sẽ nói đại pháp minh, không ai chướng che được. Nguyện được thấu đạt nơi nhất thiết trí, phát tâm Bồ Đề chiếu khắp thế gian. Nguyện thường chánh niệm chư Phật ba đời, quán tưởng Như Lai thường hiện tại tiền. Nguyện trụ nơi chí nguyện viên mãn tăng thượng, xa lìa tất cả các ma oán địch. Nguyện được an trụ nơi trí thập lực của Phật, nhiếp khắp chúng sinh không có ngừng nghỉ. Bồ Tát đem đủ thứ căn lành hồi hướng cho chúng sinh như vậy, lại còn phát 20 nguyện lớn. Chẳng những nguyện cho mình như vậy mà còn nguyện cho tất cả chúng sinh như vậy, đó là: một, nguyện đắc được thất nghiệp tất cả đều viên mãn không có chướng ngại. Có chướng ngại tức là nhiễm ô, chẳng có chướng ngại tức là thanh tịnh. Thất nghiệp thanh tịnh thì chẳng phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm ba nghiệp ác này, luôn luôn tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu. Hai, nguyện đắc được miệng nghiệp thanh tịnh chẳng có chướng ngại. Miệng nghiệp thanh tịnh thì không nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi chửi mắng bốn nghiệp ác này. Người tu hành Bồ Tát hạnh thì không nói hoang đường, không nói về chuyện nam nữ không chánh đáng, không nói thị phi, không nói những lời thương hại đến kẻ khác. 3. Nguyện được thành tựu ý nghiệp chẳng có chướng ngại.
Ý nghiệp thanh tịnh thì không sinh tâm tham sân si. Ba nghiệp ác này an ổn trụ ở trong Phật Pháp Đại Thừa. Bồ Tát chẳng tham tiền tài, chẳng tham sắc, chẳng tham danh, chẳng tham ăn, chẳng tham ngủ. Tóm lại, chẳng tham tất cả sự hưởng thụ, lại chẳng sinh tâm sân hận. Bất cứ ai đối với Ngài không tốt, Ngài cũng tha thứ mà phản tỉnh lại chính mình, kiểm thảo lại chính mình. À, vì trong quá khứ tôi đối với họ không tốt, cho nên bây giờ họ đối với tôi không tốt. Nếu tôi đối tốt với họ thì bây giờ họ không thể đối xử tồi tệ với tôi. Bồ Tát là người có tâm từ bi, tuyệt đối chẳng có tâm lý báo thù, lúc nào cũng hồi quang phản chiếu, luôn luôn cầu ngược lại nơi chính mình, chẳng oán trời, chẳng trách người. Tất cả những việc không như ý, tự mình cán đáng. Tâm an lý đắc ở đâu cũng vẫn thản nhiên. Bồ Tát là người có đại trí huệ, đối với sự lý phân tích rõ ràng, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, mà làm những việc ngu si điên đảo. Kẻ ngu si chỉ biết ích kỷ, chẳng biết lợi mình, thấy lợi quyền nghĩa, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn chiếm làm của riêng mình. 4. Nguyện đắc được tâm viên mãn, không chướng ngại, thanh tịnh tu hành hạnh Bồ Tát, bất cứ gặp nghịch cảnh gì cũng chẳng thối lùi tâm Bồ Đề. 5. Nguyện sinh khởi vô lượng tâm, bố thí rộng lớn, hay đem nội tài, đầu mắt tủy não và ngoại tài, đất nước vợ con, thảy đều bố thí cho người cần, tóm lại đem hết thảy tài vật bố thí cho tất cả chúng sinh. Nghĩa là chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó. Bồ Tát phát tâm lớn, chủ cấp khắp cho tất cả chúng sinh, phàm là chúng sinh đến cầu xin đều đại hoan hỷ. 6. Nguyện đối với tất cả các pháp đều minh bạch thấu hiểu, tâm được tự tại, diễn nói diệu pháp đại thừa, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch, thiên ma ngoại đạo không có sức chướng ngại được hoặc che lấp được. 7. Nguyện được thấu rõ thông đạt nơi nhất thiết trí huệ, phát tâm đại bồ đề, trí huệ quang minh chiếu sáng khắp tất cả thế gian. 8. Nguyện thường thường chánh niệm chư Phật ba đời, suy xét, nghĩ nhớ Như Lai, hoặc thường đối chính mình quán tưởng như vậy thì chư Phật tự nhiên sẽ hiện tiền. 9. Nguyện trụ ở trong pháp môn viên mãn, tăng thêm trí nguyện vô thượng, xa lìa tất cả các oán ma. Mà có thiên ma, địa ma, nhân ma, quỷ ma, mà hay khiến tâm của bạn tán loạn, chẳng có tánh định, lại có phiền não ma khiến cho bạn vọng tưởng lăng xăng tự tìm phiền não. Còn có tự tâm ma, trong tâm của mình sinh ngu si, chẳng rõ sự lý, chẳng biết thiện ác, thích làm việc điên đảo, nghĩa là tự tạo phiền não. Còn có bệnh ma khiến cho bạn toàn thân không tự tại, đi đứng chẳng phương tiện, tóm lại khiến cho bạn tâm ý phiền não, tức là ma, oán địch tức là kiều địch oán hận. 10. Nguyện được an trụ ở trong trí huệ thập lực của Phật, tức là trí lực biết thị xứ phi xứ, trí lực biết nghiệp báo ba đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, trí lực biết đủ thứ giới, trí lực biết tất cả trí xứ đạo, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô lậu, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Có 10 thứ trí huệ này thì nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát là người theo nguyện trở lại vì cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, nương thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà này. Nguyện được tam muội du hành các thế giới mà nơi thế gian chẳng có nhiễm trước, nguyện trụ các thế giới chẳng có mệt mỏi, giáo hóa chúng sinh luôn không ngừng nghỉ. Nguyện khỏi vô lượng phương tiện tư huệ, thành tựu đạo Bồ Tát không nghĩ bàn. Nguyện được các phương trí không mê hoặc, đều phân biệt được tất cả thế gian. Nguyện được trí lực thần thông tự tại, ở trong một niệm đều nghiêm tịnh được tất cả cõi nước. Nguyện được vào khắp tự tánh các pháp, thấy tất cả thế gian thảy đều thanh tịnh. Nguyện được sinh khởi trí không sai biệt, ở trong một cõi và tất cả cõi. Nguyện đem việc trang nghiêm tất cả cõi, hiển bày tất cả, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh. Nguyện ở trong một cõi Phật thị hiện vô biên pháp giới, tất cả cõi Phật cũng đều như vậy. Nguyện được đại thần thông trí huệ tự tại đi đến khắp tất cả cõi Phật. Bồ Tát lại phát nguyện. 11. Nguyện đắc được tam muội ở trong định du hành khắp tất cả thế giới, song đối với tài sắc danh ăn và ngủ năm dục của thế gian không nhiễm trước, chẳng bị cảnh giới sắc thanh hương vị xúc làm mê hoặc. 12. Nguyện trụ nơi tất cả thế giới. Tại sao? Vì giáo hóa chúng sinh chẳng có lúc nào mệt mỏi, chẳng có phiền não, khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội sớm thành Phật đạo. Vì chúng sinh là từ nơi Phật mà ra, vẫn phải quay về trong tự tánh Phật. Vì giáo hóa chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ.
13. Nguyện sinh khởi vô lượng huệ tư duy, huệ có văn huệ, tư huệ, tu huệ ba thứ. Sau khi nghe được Phật pháp rồi, bèn sinh trí huệ, tự mình phải tư duy, bèn sinh trí huệ, lại phải tu hành, bèn sinh trí huệ. Có trí huệ văn, nghe, tư, suy nghĩ, tu rồi, lại dùng pháp môn phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, thành tựu Bồ Tát đạo không nghĩ bàn của Bồ Tát tu. 14. Nguyện đắc được trí huệ các phương, không mê hoặc, đối với tất cả pháp môn, thấu rõ, thông đạt, chẳng có chướng ngại, đều phân biệt được căn lành của tất cả chúng sinh thế gian, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc thành thục, hoặc chưa thành thục. 15. Nguyện đắc được sức thần thông trí huệ nhậm vận tự tại, thần thông phân làm có hình và vô hình. Thần thông có hình là người làm, thần thông vô hình là tự nhiên, ví như hỏa tiễn, máy bay, máy radar, truyền hình, điện thoại, vân vân. Đó là do con người tạo ra, cho nên vật chất nhìn thấy được, đó là thần thông có hình tướng. Còn thần thông không hình tướng thì ai ai cũng đầy đủ. Chỉ cần nỗ lực tu hành, dụng công tham thiền thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Ngũ nhãn tức là thiền nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Lục thông là thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông. Ngoại đạo có thể có ngũ thông mà chẳng đắc được lậu tận thông. Chỉ có người tinh tấn tu hành Phật giáo mới đắc được lậu tận thông. Có thần thông rồi thì ở trong một niệm đều có thể trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương. 16. Nguyện vào khắp trong tự tánh của tất cả các pháp, thấy được tất cả thế gian thảy đều thanh tịnh. Do đó, một thế giới tức là tất cả thế giới tức là một thế giới. Nhìn thấy một thế giới thì thấy tất cả thế giới, nhìn thấy tất cả thế giới thì vẫn trở về một thế giới, đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. 17. Nguyện đắc được trí huệ chẳng có phân biệt, ở trong một cõi có thể vào tất cả cõi, ở trong tất cả cõi có thể trở về một cõi, đây là cảnh giới viên dung vô ngại. 18. Nguyện đem việc trang nghiêm của tất cả cõi Phật hiện bày tất cả, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh. 19. Nguyện ở trong một cõi Phật thị hiện vô biên pháp giới, ở trong tất cả cõi Phật cũng thị hiện vô biên pháp giới. 20. Nguyện đắc được trí huệ đại thần thông nhậm vận tự tại, đi đến khắp cõi nước chư Phật mười phương, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Ở trên là 20 nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành, nguyện được trang nghiêm tất cả cõi Phật, nguyện được đến khắp tất cả thế giới, nguyện được thành tựu trí huệ quán sát, như là thân mình, hồi hướng như vậy. Như vậy mà vì tất cả chúng sinh, đó là nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn để khỏi tất cả cõi địa ngục súc sinh, Diêm La Vương. Nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng trí huệ khắp cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi oán thân, tâm bình đẳng nhiếp thọ, đều khiến cho họ an lạc trí huệ thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ viên mãn, tịnh quang chiếu khắp. Nguyện cho tất cả chúng sinh tư huệ thành tựu viên mãn, thấu rõ nghĩa chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng trí nguyện thanh tịnh hướng cầu Bồ Đề, được vô lượng trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp khai thị trụ xứ an ổn. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem sức căn lành của Ngài tu tập để hồi hướng. Nguyện được trang nghiêm cõi nước chư Phật mười phương thảy đều thanh tịnh. Nguyện được đi đến khắp mười phương thế giới. Nguyện thành tựu trí huệ quán sát như đồng với thân mình, hồi hướng như vậy. Cũng tình hình như vậy để vì pháp giới chúng sinh hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tám thứ lợi ích như đã nói, tức là: một, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn để khỏi tất cả địa ngục súc sinh ngạ quỷ ba đường ác khổ của địa ngục, không thể tưởng tượng được, trên núi đao dưới chảo dầu sôi, khổ không thể tả được. Khổ của súc sinh càng không cần nói, giết hại lẫn nhau, mạnh ăn thịt con yếu, không thể nào hòa bình với nhau. Súc sinh ăn thịt, tánh tình của nó tàn bạo. Súc sinh ăn cỏ, tánh tình của nó ôn thuận. Con người cũng là như thế, ăn thịt thì thích đấu tranh, ăn chay thì nhân từ. Tuy nhiên không thể nào nói hết được, nhưng đại khái là như vậy. Ngạ quỷ mà vua Diêm La cai quản, khổ không thể tưởng tượng được. Bụng thì to như trống, cổ thì nhỏ như kim. Khi thức ăn vào trong miệng thì biến thành lửa than không thể nuốt được. Cuối cùng chẳng ăn uống được gì, cho nên gọi là ngạ quỷ. 2. Nguyện cho tất cả chúng sinh trừ diệt tất cả nghiệp quả chướng ngại, chẳng còn nghiệp ác, chỉ có nghiệp thiện.
Bà nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm khắp cùng pháp giới, trí huệ bình đẳng, tức cũng là trí huệ bình đẳng giống như Phật. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh oán thân bình đẳng, đối với người oán hận, đối với người thân mến đều như nhau, chẳng có phân biệt đó đây, dùng tâm bình đẳng để nhiếp thọ, khiến cho họ đắc được an lạc nhẹ nhàng, chẳng có mọi sự nguy hiểm, khiến cho họ đắc được trí huệ thanh tịnh, chẳng có tất cả vọng tưởng. Trí huệ đó giống như tấm gương, việc đến thì chiếu, việc đi thì lặng, vật đến thì ứng, vật đi thì lặng. 5. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ viên mãn vô ngại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấu. Trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu khắp tất cả mọi nơi, do đó tận hư không khắp pháp giới đều có trí huệ quang minh này. 6. Nguyện cho tất cả chúng sinh tư duy trí huệ vừa thành tựu vừa viên mãn, thấu hiểu đạo lý nghĩa chân thật, tức cũng là đệ nhất nghĩa đế. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng trí nguyện thanh tịnh hướng cầu bồ đề vô thượng, đắc được vô lượng trí huệ. 8. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp hiền bày trụ xứ an ổn. 8. Lời nguyện ở trên, Bồ Tát vì chúng sinh mà phát. Bồ Tát chẳng những vì mình phát nguyện, mà còn vì chúng sinh phải phát nguyện. Tại sao? Bồ Tát hy vọng chúng sinh cùng đắc được lợi ích hồi hướng căn bản, cùng đắc được lợi ích hồi hướng căn lành. Phật tử, Đại Bồ Tát luôn dùng tâm thiện hồi hướng như vậy, vì khiến cho tất cả chúng sinh gặp mây mát mẻ dưới mưa pháp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thường trồng ruộng phước, được cảnh giới thủ thắng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều khéo nhập vào tâm tạng Bồ Đề, tự hộ trì, vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự ràng buộc che đậy, khéo an trụ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ thần thông vô ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh được thân tự tại, thị hiện khắp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí tối thắng, khắp làm lợi ích không lướng qua, vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp khắp chúng sinh, làm cho họ được thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều rốt ráo được nhất thiết trí, vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm chẳng lay động, không chướng ngại. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, luôn luôn dùng tư tưởng thiện, như vậy vì chúng sinh mà hồi hướng. Tại sao? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn, vì khiến cho tất cả chúng sinh gặp được mây mát mẻ dưới mưa pháp rộng lớn, thấm nhuần tâm mầm bồ đề của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh thường trồng ruộng phước. Tại sao chúng sinh chẳng có phước báo? Vì chẳng trồng ruộng phước. Vậy trồng ruộng phước ở đâu? Trồng ở trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ở trước Phật cúng dường Phật, ở trước Pháp cúng dường Pháp, ở trước Tăng cúng dường Tăng. Tóm lại cúng dường Tam Bảo tức là trồng phước. Cúng dường Tam Bảo thì có cảnh giới thủ thắng không thể nghĩ bàn, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào được tâm tạng Bồ Đề, tự mình hộ trì tâm Bồ Đề của chính mình, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi 5 cái và 10 ràng buộc. 5 cái tức là 1. Tham dục, 2. Sân hận, 3. Thủy miên, 4. Trạo hối, 5. Nghi pháp. 5 pháp này hay che lấp tâm tánh mà không sinh pháp lành. 10 ràng buộc triền tức là 1. Vô tàm, 2. Vô quý, 3. Đố kỵ, 4. Tham sèn, 5. Hối, 6. Thủy miên, 7. Trạo cử, 8. Hôn trầm, 9. Sân khỏe, 10. Che đậy. 10 thứ vọng hoặc này ràng buộc chúng sinh, chẳng khiến cho thoát khỏi sinh tử, chẳng khiến cho chứng niết bàn. 5 cái 10 ràng buộc này đủ thứ tư tưởng không chánh đáng che chấp, che lấp trí huệ của bạn, ràng buộc pháp thân của bạn. Nếu lìa khỏi sự che đậy ràng buộc thì khéo an ổn trụ tại Bồ Đề vô thượng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ thần thông không chướng ngại. Thần thông là gì? Không dò được là thần, vô ngại là thông. Có thần thông thì có thể nhậm vận tự tại, chẳng có gì trở ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thần tự tại, nguyện đi đến đâu thì liền đến đó, chẳng bị hạn chế nào, rất là phương tiện. Tức cũng là có thần thông, có thể thị hiện đến khắp mười phương thế giới. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí huệ tối thủ thắng, khắp làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều đắc được lợi ích, chẳng có một chúng sinh nào mà không được lợi ích, cho nên nói không đúng qua. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ khắp các chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khôi phục lại nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Vì khiến cho tất cả chúng sinh
đều đắc được trí huệ rốt ráo, tức cũng là trí huệ của Phật. Hàng nhị thừa có nhất thiết trí, Bồ Tát có đạo chủng trí, Phật có nhất thiết chủng trí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường có định lực tâm chẳng lay động, trụ ở trong cảnh giới tam ma địa. Tại sao tâm chẳng lay động? Vì đắc được Bồ đề viên mãn chẳng có chướng ngại. Phật tử đại Bồ Tát thấy cõi nước, vườn rừng, cỏ cây hoa quả, hương quý, y phục tốt đẹp, châu báu tài vật, các đồ trang nghiêm đáng ưa thích, hoặc thấy thôn ấp tụ lạc, hoặc thấy ông vua oai đức tự tại đáng ưa thích, hoặc thấy chỗ ở lìa các sự ồn ào, thấy những việc như vậy rồi, Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện, tinh cần tu tập, sinh ra vô lượng công đức thù thắng vi diệu. Vì các chúng sinh siêng cầu pháp lành, tâm chẳng phóng dật, rộng tu tầm các việc lành giống như biển cả, dùng vô tận điều lành che khắp tất cả, là chỗ nương tựa của các pháp lành, đem các căn lành phương tiện hồi hướng mà không phân biệt, khai thị vô lượng đủ thứ căn lành, trí thường quan sát tất cả chúng sinh, tâm luôn nghĩ nhớ cảnh giới căn lành, đem căn lành chân như bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh chẳng có ngừng nghỉ. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo có lúc thấy những thứ rất đáng ưa thích, cõi nước rất là hoan hỷ, vườn rừng cỏ cây hoa quả, hương quý, y phục đẹp, châu báu tài vật, cùng với tất cả đồ vật trang nghiêm nhất, hoặc thấy thôn ấp tụ lạc đáng ưa thích, hoặc thấy ông vua có đại oai đức đại tự tại, hoặc thấy chỗ người ở rất thanh tịnh chẳng có sự ồn ào náo nhiệt. Bồ Tát thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, bèn dùng trí huệ quyền xảo phương tiện, tinh cần tu tập tất cả Phật pháp, sinh ra vô lượng vô biên công đức thù thắng vi diệu. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh ân cần thành khẩn để cầu pháp lành, tâm chẳng phóng dật, rộng tích tụ tất cả việc lành hiểu như biển cả, dùng nghiệp thiện vô cùng tận che hộ khắp tất cả chúng sinh, là chỗ nương tựa tất cả pháp lành. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân thật, đắc được quả Phật viên mãn, cho nên cam tâm tình nguyện chịu tất cả mọi sự khổ, tu tất cả hạnh môn khó tu, tích tụ được đủ thứ căn lành phương tiện hồi hướng cho chúng sinh mà chẳng phân biệt, thảy đều bình đẳng. Dùng một thứ căn lành khai thị vô lượng thứ căn lành, ở trong vô lượng thứ căn lành lại sinh ra vô lượng thứ căn lành, vô lượng trùng trùng vô tận, khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát dùng diệu quan sát trí để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, trong tâm thường nghĩ nhớ cảnh giới căn lành của tất cả chúng sinh, dùng căn lành chân như bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Tại sao? Vì khiến cho tất cả chúng sinh sớm để khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được các kiến giải đáng ưa thích của Như Lai, thấy pháp chân tánh bình đẳng, chẳng có chấp lấy, viên mãn thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy các Như Lai rất đáng ưa thích, cúng dường viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh vãng sanh, tất cả cõi Phật thanh tịnh, rất đáng ưa thích, không có các phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy pháp đáng ưa thích của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thích hộ trì tất cả hạnh đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt đáng ưa thích của thiện tri thức, thấy không chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy tất cả vật đáng ưa thích chẳng có trái nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả pháp đáng ưa thích mà siêng hộ trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của Phật đắc được quang minh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu tất cả tâm xả đáng ưa thích của các Bồ Tát. Gì là Bồ Tát? Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đoà, dịch ra là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, lại dịch là chúng sinh đại đạo tâm. Thế nào là giác hữu tình? Tức là giác ngộ tất cả chúng sinh hữu tình. Thế nào gọi là hữu tình giác? Vì ở trong hữu tình chúng sinh là bậc giác ngộ. Cũng có thể nói, Ngài là một người minh bạch ở trong chúng ta chúng sinh. Người minh bạch không làm việc điên đảo, làm gì cũng đều hợp lý, hợp pháp. Đó là ý nghĩa thứ nhất của Bồ Tát. Còn có ý nghĩa thứ hai, tức là chúng sinh đại đạo tâm. Tâm đạo của Ngài rất lớn, khó xả mà Ngài xả được, khó hành mà Ngài hành được. Ngài hay xả bỏ nội tài, tức là đầu mắt tủy não và da máu thịt gần cốt. Chỉ cần chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó, tuyệt đối chẳng có tư tưởng xả bỏ không được. Bồ Tát vì cứu hộ chúng sinh mà quên mất chính mình, do đó chỉ biết có chúng sinh chẳng biết có mình.
cho nên mới gọi là Bồ Tát. Ngài lại hay xả bỏ ngoại tài, tức là đất nước, vợ con và vàng bạc châu báu. Bất cứ phẩm vật gì chúng sinh đến cầu xin, thì Bồ Tát nhất định làm mãn nguyện tâm của chúng sinh, thầy đều bố thí. Tại sao hay bố thí như vậy không xẻn tiếc? Vì Bồ Tát không chấp trước, tất cả đều không, do đó nhìn thấu buông đặng, đắc được tự tại. Đó là biểu hiện phát Bồ Đề tâm của Bồ Tát. Lúc đó, Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy. Bồ Tát niệm niệm chẳng xả bỏ chúng sinh, niệm niệm nghĩ nhớ chúng sinh, cho nên lại phát 31 nguyện lớn, đều nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích đáng ưa thích, thấy được cảnh giới đáng ưa thích, sinh khởi căn lành đáng ưa thích. Rốt ráo là những nguyện lớn gì? Tức là: một, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được kiến giải đáng ưa thích của mười phương chư Phật, thấy được chân như thật tánh của tất cả các pháp, bổn thể của tất cả các pháp đều là bình đẳng, đối với tất cả các pháp cũng chẳng thủ trước, cũng chẳng chấp trước, chẳng những đối với pháp không thủ trước, mà đối với cái ta cũng không thủ trước, chấp ta cũng không, chỉ còn lại đại trí đại huệ viên mãn thanh tịnh. Hai, nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được mười phương chư Phật đều sinh tâm đáng ưa thích, cúng dường viên mãn tất cả chư Phật. Ba, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh vào thế giới chẳng có mọi phiền não, tức cũng là cõi nước thanh tịnh đáng ưa thích của chư Phật. Cõi nước chư Phật chỉ có các điều vui, chẳng có sự khổ. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được mười phương chư Phật nghe được pháp âm đáng ưa thích. 5. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường hoan hỷ hộ trì tất cả Bồ Tát, học tập hạnh môn đáng ưa thích của Bồ Tát. 6. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi các thiện tri thức, cung kính các thiện tri thức, cúng dường các thiện tri thức, theo thiện tri thức học tập Phật pháp đáng ưa thích, chứng được pháp nhãn đáng ưa thích, bất cứ thấy gì đều chẳng có chướng ngại. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy tất cả vật chất đáng ưa thích, chẳng có lúc nào trái nghịch với tâm của mình. 8. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả Phật pháp đáng ưa thích, siêng hộ trì Phật pháp, tục Phật huệ mạng. 9. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của chư Phật đắc được trí huệ quang minh thanh tịnh. 10. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu tập tất cả tâm xả đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được không sợ hãi hay nói tất cả pháp đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh được các tam muội thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được các môn đà la ni đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ khéo quán sát đáng ưa thích của các Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay hiện thần thông tự tại đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đại chúng hội của chư Phật nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay dùng phương tiện khai thị diễn nói câu khác biệt rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường hay phát khởi đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho các căn hoan hỷ thư thái. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào để tất cả nhà rất đáng ưa thích của các Như Lai. 11. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sức không sợ hãi hay vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật pháp đáng ưa thích. 12. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả định lực thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát thường ở trong định. 13. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả pháp môn Đà La Ni rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, đắc được môn trí huệ này. 14. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả diệu quán sát trí rất đáng ưa thích của Bồ Tát hay quán sát tất cả đạo lý, các pháp thật tướng. 15. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể thị hiện thần thông tự tại diệu dụng rất đáng ưa thích của Bồ Tát. 16. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể ở trong đại pháp hội của mười phương chư Phật diễn nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích. 17. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay dùng pháp phương tiện khai thị diễn nói câu nghĩa rất đáng ưa thích. 18. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường phát khởi tâm đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích, tức nghĩa là kẻ oán người thân đều bình đẳng. 19. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho các căn lành hoan hỷ thư thới. 20. Nguyện cho tất cả chúng sinh bao quát chín pháp giới chúng sinh vào được tất cả nhà rất đáng ưa thích của các Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh điều phục đáng ưa thích, điều phục chúng sinh chẳng có ngừng nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sinh
được vô tận biện tài rất đáng ưa thích của các Bồ Tát diễn nói các pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh nơi bất khả thuyết kiếp, trụ nơi tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hóa chúng sinh tâm chẳng nhàm mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng vô lượng phương tiện, khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện vô ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp chẳng có gốc rễ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả pháp rốt ráo không hai, đoạn trừ tất cả chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục, biết tất cả pháp bình đẳng chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn đầy đủ tất cả pháp không hí luận rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tinh tấn kim cang tạng, thành tựu nhất thiết trí đạo đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ căn lành vô ngại đáng ưa thích, hàng phục tất cả phiền não oán địch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả trí môn đáng ưa thích, khắp nơi thế gian hiện thành chánh giác. Bồ Tát tâm bi tha thiết chẳng sợ phiền não, phát một nguyện rồi lại phát một nguyện, nguyện nguyện đều vì tốt cho chúng sinh. Phát một nguyện cảm thấy không lý tưởng, chúng sinh chẳng được lợi ích viên mãn, lại phát một nguyện, khi nào cảm thấy công đức viên mãn thì sẽ thành tựu tâm phát nguyện. 21. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được hạnh môn điều phục chúng sinh đáng ưa thích. Chúng sinh thế giới ta bà rất là cao cường, thật là khó điều khó phục. Đối với họ giảng nói pháp chân thật thì ngược lại họ sinh tâm hoài nghi. Đối với họ giảng nói pháp chân chánh thì họ không tin. Bồ Tát vì điều phục chúng sinh cao cường, vì cảm hóa tư tưởng của họ, cho nên ngày đêm không ngừng nghỉ. 22. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ biện tài vô ngại rất đáng ưa thích của Bồ Tát, diễn nói tất cả các pháp. Bồ Tát nói pháp có bốn thứ vô ngại, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. 23. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong bất khả thuyết kiếp, trụ trong tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hóa tất cả chúng sinh, tâm không nhàm mỏi, cũng không nhàm chán chúng sinh, việc làm cũng không mệt mỏi. 24. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng vô lượng phương tiện khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích của mười phương chư Phật. 25. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được phương tiện không chướng ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp là không, vốn chẳng có gốc rễ, không cần có sự chấp trước. 26. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả pháp rốt ráo không hai, đều là đệ nhất nghĩa đế, đoạn trừ tất cả chướng ngại. 27. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả các pháp bình đẳng chân thật, chẳng hư vọng, chẳng giả tạo. 28. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ tất cả pháp không hí luận rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Phàm là pháp nói ra đều là pháp chân thật không hư, là thật pháp mà chẳng phải quyền pháp. Thế nào là hí luận? Là ngôn luận phi lý, vô nghĩa. Hí luận có 6 thứ: 1. Điên đảo hí luận, 2. Đường tổn hí luận, 3. Tranh cạnh hí luận, 4. Với người khác phân biệt ưu liệt hí luận, 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận, 6. Đam trước thế gian tài thực hí luận, 2. Đối với Phật pháp không khởi nghi hoặc, tu giới tu định tu huệ sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luận. Chúng ta người tu đạo nhất định phải lìa khỏi sự hí luận. 29. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm kim cang kiên cố, tâm tinh tấn thành tựu đạo nhất thiết trí huệ đáng ưa thích. 30. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành chẳng có chướng ngại đáng ưa thích, hàng phục tất cả phiền não và oán địch, tức cũng là vĩnh viễn chẳng có sự nóng giận, cũng chẳng có vô minh sân hận, tâm bình khí hòa, thường cười vui vẻ. 31. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được môn nhất thiết trí huệ đáng ưa thích, khắp nơi mười phương thế giới thị hiện thành Phật. Phật tử, khi đại Bồ Tát tu tập các căn lành như vậy thì được trí huệ quang minh, được thiện tri thức nhiếp thọ. Mặt trời trí huệ của Như Lai chiếu sáng tâm của vị Bồ Tát đó, vĩnh viễn diệt trừ si tối, xiền tù chánh pháp vào các trí nghiệp, khéo học trí địa, căn lành chảy khắp, sung mãn pháp giới, dùng trí huệ hồi hướng tận nguồn đáy căn lành của các Bồ Tát, dùng trí huệ vào sâu biển đại phương tiện, thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khi ngài tu tập căn lành này thì đắc được trí huệ chân chánh, phóng ra đại quang minh, được thiện tri thức nhiếp thọ. Trí huệ quang minh của Phật đồng như ánh sáng ngàn mặt trời, chiếu khắp tâm của chúng sinh, vĩnh viễn tiêu diệt hết vô minh, phiền não, ngu si, xình tù chánh pháp, dũng mãnh tinh tấn mà chẳng giải đãi, vào nghiệp nhất thiết trí huệ, khéo học trí huệ địa,
căn lành chảy khắp mười phương, thậm chí tận cùng hư không khắp pháp giới đều là nơi căn lành chảy khắp. Dùng trí huệ hồi hướng tận cùng nguồn gốc căn lành của tất cả Bồ Tát, dùng trí huệ và sâu pháp môn phương tiện rộng lớn, sâu rộng như biển cả, thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn. Tu pháp hồi hướng phải có đại trí huệ, không tồn tại tâm ích kỷ. Nếu không có đại trí huệ thì sẽ sinh tâm ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì sẽ chẳng vì chúng sinh hồi hướng. Tại sao? Vì xả không được, để lại cho mình dùng. Nếu tâm không nhiễm trước thì mới đắc được trí huệ giải thoát, mới có thể vì chúng sinh hồi hướng. Tư tưởng của Bồ Tát là chẳng vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, chẳng chấp trước thế gian, chẳng thủ lấy chúng sinh, tâm ngài thanh tịnh, không chỗ nương tựa, chánh niệm các pháp, để thấy sự phân biệt. Chẳng xả bỏ nhất thiết trí huệ tự tại của Phật, chẳng trái với chánh môn hồi hướng của tất cả chư Phật ba đời, tùy thuận tất cả chánh pháp bình đẳng, chẳng hoại tướng chân thật của Như Lai, bình đẳng quan sát ba đời, không tướng chúng sinh, tùy thuận Phật đạo, khéo nói các pháp, thấu rõ nghĩa lý thâm sâu, vào bậc tối thắng, ngộ pháp chân thật, trí huệ viên mãn, tin ưa vững chắc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, tu Bồ Tát đạo, đem căn lành này hồi hướng như vậy. Hồi hướng như thế nào? Đó là không chấp trước tất cả chúng sinh thế gian, cũng không thủ lấy tướng của tất cả chúng sinh. Tâm của Bồ Tát chẳng chấp trước vào một niệm, cho nên thanh tịnh. Bồ Tát chẳng nói tôi có căn lành để hồi hướng cho chúng sinh, có công đức gì đối với chúng sinh. Nếu chấp trước vào công đức đó thì đó là nương tựa. Bồ Tát chẳng chỗ nương tựa. Bồ Tát chánh niệm tất cả các pháp của chư Phật nói lìa khỏi kiến giải phân biệt, tức cũng là tất cả vọng kiến của phàm phu, chẳng xả bỏ tất cả trí huệ tự tại của Phật, chẳng trái ngược chánh môn hồi hướng của chư Phật ba đời, tùy thuận 84.000 chánh pháp bình đẳng, chẳng phá hoại tướng chân thật của Phật, bình đẳng quan sát ba đời, chẳng chấp trước tướng chúng sinh, khéo tùy thuận Phật đạo mà tu hành, khéo diễn nói pháp môn tất cả các pháp thật tướng, thấu rõ nghĩa chân thật thâm sâu của các pháp, vào bậc tối thủ thắng, giác ngộ tất cả Phật pháp chân thật, trí huệ cũng viên mãn, tin ưa cũng vững chắc. Tuy khéo tu chánh nghiệp mà biết chánh nghiệp vốn không, thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, biết tất cả pháp chẳng có tự tánh, quán tất cả nghĩa và đủ thứ hạnh, tùy theo lời tin nói mà không chấp trước, diệt trừ tất cả nhân duyên chấp trước, biết lý như thật, quán tánh các pháp đều vắng lặng, biết rõ tất cả pháp đồng một thật tướng, biết tướng các pháp chẳng tướng trái nghịch, cùng ở chung với các Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khéo nhiếp chúng sinh vào tất cả môn hồi hướng quá khứ vị lai hiện tại của Bồ Tát. Tùy Bồ Tát khéo tu hành tất cả chánh nghiệp, biết tất cả tính nghiệp vốn không, biết rõ tất cả pháp như huyễn như hóa, biết tất cả pháp chẳng có tự tánh, quan sát nghĩa lý của tất cả các pháp, đối với tất cả các pháp và đủ thứ hạnh môn cần tu, tùy thuận lời nói của thế gian, nhưng không chấp trước vào pháp thế gian. Do đó, thấy việc tỉnh việc thoát khỏi thế gian, thấy việc mê việc đoạn trầm luân. Thứ trừ diệt hết thảy nhân duyên chấp trước, tức cũng là cảnh giới nhìn chẳng xuyên thủng, buông bỏ chẳng đặng. Biết chân như lý thể là chân thật không hư, quan sát tự tánh của các pháp đều là vắng lặng, thấu rõ tất cả pháp đều đồng một thật tướng, do một thật tướng mà sinh vô lượng pháp, biết tướng của tất cả các pháp cùng nhau chẳng trái nghịch. Cùng ở chung với tất cả Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khéo nhiếp thọ mười phương chúng sinh và sâu tất cả môn hồi hướng quá khứ vị lai hiện tại của Bồ Tát, nơi các Phật pháp tâm chẳng sợ hãi, dùng tâm vô lượng khiến các chúng sinh đều được thanh tịnh, nói mười phương thế giới chẳng khởi tâm chấp lấy cái ta của ta, nơi các thế gian chẳng có phân biệt, nơi tất cả cảnh giới không sinh nhiễm trước, sinh tu tất cả pháp xuất thế gian, nơi các thế gian không thủ lấy không nương tựa, nơi đạo thâm sâu vi diệu, thấy chân chánh vững chắc, lìa sự thấy hư vọng, thấu rõ pháp chân thật. Bồ Tát đối với tất cả các pháp của chư Phật nói trong tâm chẳng có sợ hãi. Tại sao? Vì thấu rõ đạo lý thật tướng của các pháp, dùng tâm rộng lớn vô lượng vô biên, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được nguồn gốc thanh tịnh, tính diệu chân như. Đối với mười phương thế giới, chẳng khởi tâm chấp trước, chẳng nói thế giới này là của tôi, thế giới kia là của tôi. Bồ Tát đối với tất cả thế gian, tại sao chẳng có sự chấp lấy? Vì không có sự phân biệt, đối với tất cả cảnh giới trong mười phương thế giới, chẳng sinh tâm nhiễm trước, sinh tu tất cả pháp xuất thế gian, đối với tất cả thế gian chẳng thủ lấy, chẳng nương tựa,
tức là cũng chẳng có tâm thủ trước, cũng chẳng có tâm ỷ lại. Đối với Bồ Đề diệu đạo thâm sâu không thể nghĩ bàn, có chánh tri chánh kiến rất vững chắc, không thể phá hoại được, lìa khỏi tất cả sự thấy hư vọng, tức là tà tri tà kiến, sẽ minh bạch thông đạt nghĩa lý chân thật. Nếu có tất cả sự thấy hư vọng thì không thể nào thấu rõ pháp chân thật. Tu hành thì phải tu pháp xuất thế gian, người ở tại thế gian nhiễm khổ làm vui nên quay trở về, chẳng biết chỗ diệu, thoát khỏi ba cõi cũng chẳng muốn thoát khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tại sao? Vì bị vô minh trồng chất, luân hồi ở trong sáu nẻo ba cõi, lưu chuyển không ngừng. Sáu nẻo tức là trời người Atula, đây là ba đường lành. Ngạ quỷ súc sinh địa ngục, đây là ba đường ác. Mục đích chúng ta tu đạo tức là lìa khỏi khổ luân hồi, đắc được vui niết bàn, tức cũng là chấm dứt sinh tử. Chúng ta chúng sinh ở trong luân hồi, chuyển tới chuyển lui, lúc lên lúc xuống, vĩnh viễn không ngừng. Lúc trên trời, lúc làm người, lúc làm Atula, lúc làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, lúc đọa địa ngục. Đó là tùy nghiệp thọ báo, chẳng có quy tắc nhất định. Nghĩ muốn thoát khỏi ba cõi thì phải tu pháp xuất thế, dùng pháp môn thiền định. Tu hành nhất định phải đoạn dục khởi ái, bằng không thì tu 10 vạn đại kiếp cũng nhảy không khỏi ba cửa ải, vẫn là phàm phu tục tử. Phải sinh tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đó là tiêu chuẩn của người tu hành. Phải từ cơ bản mà tu lên, tức là 37 phẩm trợ đạo. 1. Bốn niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Tứ chánh cần, điều ác đã làm thì dứt trừ hẳn, điều ác chưa làm thì đừng làm, điều lành nào chưa làm thì hãy làm, điều lành nào đã làm thì tiếp tục làm. 3. Bốn như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc. 4. Năm căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. 5. Năm lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. 6. Bảy bồ đề phần, trạch pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, xà, định niệm. 7. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở trên là pháp xuất thế, bất cứ đại thừa tiểu thừa đều phải tu, đó là Phật pháp cơ bản. Ví như chân như khắp tất cả mọi nơi chẳng có bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả mọi nơi chẳng có bờ mé. Ví như chân như chân thật làm tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp chân thật làm tánh. Ví như chân như luôn giữ bổn tánh không có biến đổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, giữ bổn tánh của nó chọn không thay đổi. Ví như chân như dùng tất cả pháp không tánh làm tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp không tánh làm tánh. Ví như chân như không tướng làm tướng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp không tướng làm tướng. Chân như là gì? Chân là chân thật, như là như như. Bổn tánh các pháp chân thật không đổi, như như không đổi. Chân như tức là tự tánh không cần phải đi tu hành mà là vốn có đủ. Nếu minh bạch chân như diệu pháp thì minh bạch tất cả Phật pháp. Tại sao chẳng minh bạch chân như diệu pháp? Vì bị vô minh che đậy chướng ngại. Nếu phá được vô minh thì chân như tự nhiên sẽ hiện tiền. Tóm lại, chân như là gốc rễ của Bồ Đề, vô minh là gốc rễ của phiền não. Bồ Đề là giác ngộ, phiền não là chẳng giác ngộ. Không giác ngộ thì chấp trước, chấp trước thì nghĩ không khai thông được, buông xả chẳng đặng. Giác ngộ thì giải thoát, vô câu vô thúc, nhậm vận tự tại. Bồ Tát Kim Cang Tràng tâm bi tha thiết, sợ rằng ở trong đại chúng hội có người không minh bạch đạo lý này, cho nên đưa ra 100 ví dụ. Dùng chân như để ví dụ căn lành, nói rõ công năng và tác dụng của nó. Ở dưới đây sẽ đưa ra 100 ví dụ, mỗi ví dụ như đều nói rõ chân lý. Do đó, ví như tuy chẳng phải là chân lý, song nó nói rõ chân lý. Một, ví như chân như, tự tánh của chân như, như như bất động, rõ ràng, sáng suốt. Lý thể chân như thật tướng, đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, cũng như vậy, đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Hai, ví như chân như, chân như dùng chân thật làm tánh, chẳng có tướng hư vọng. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, cũng như vậy, thấu rõ tất cả các pháp, đều dùng chân thật làm bổn tánh. 3. Ví như chân như, nó thường chẳng lìa tự tánh bất cứ lúc nào, chân như cũng không thay đổi. Trời đất có thể thay đổi, thế giới có thể thay đổi, nhân loại có thể thay đổi,
chỉ có Trần Như tự tánh chọn không thay đổi. Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, giữ bổn tánh chọn không thay đổi. 4. Ví như chân như, nó dùng tất cả pháp không tánh làm tánh, tức là xa lìa tự tánh, chẳng có một thể tánh. Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, biết rõ tất cả các pháp chẳng có thể tánh làm tánh. 5. Ví như chân như, nó chẳng có tự tướng làm tướng. Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, thấu rõ tất cả các pháp chẳng có thể tướng làm thể tướng. Ví như chân như, nếu có người đắc được thì chọn không thối chuyển, căn lành hồi hướng cũng là như thế. Nếu có đắc được thì nơi các Phật pháp vĩnh viễn không thối chuyển. Ví như chân như là chỗ đi của tất cả chư Phật, căn lành hồi hướng cũng là như thế, là chỗ đi của tất cả Như Lai. Ví như chân như, lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới, căn lành hồi hướng cũng là như thế, lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời. Ví như chân như hay có sự an lập, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay an lập tất cả chúng sinh. Ví như chân như tánh thường tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết kiếp thuộc vị lai tùy thuận chẳng dứt. 6. Ví như chân như, nếu có người đắc được thì chỉ có tiến về trước, chọn không thối lùi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Nếu có người đắc được thì đối với tất cả pháp của chư Phật nói vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 7. Ví như chân như, nó là chỗ đi của tất cả chư Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chân như căn lành là chỗ đến của tất cả chư Phật. 8. Ví như chân như, chân như là lý thể của thật tướng vô tướng, vì lìa khỏi tướng cảnh giới cho nên chẳng có tất cả cảnh giới có thể biểu đạt. Tuy nhiên lìa khỏi tướng cảnh giới nhưng lại hiện cảnh giới, thật là cảnh giới diệu không thể tả, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy. Lìa khỏi tất cả cảnh giới mà hiện ra tất cả cảnh giới, đó là cảnh giới viên dung vô ngại. Đã lìa khỏi tướng cảnh giới, lại làm cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời. 9. Ví như chân như, hay có sự an lập tất cả tại thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay an lập tất cả chúng sinh. 10. Ví như chân như, tánh của nó thường tùy thuận tất cả cảnh giới, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở kiếp vị lai, căn lành đó vẫn tùy thuận chúng sinh, không bao giờ dứt. Ví như chân như không thể dò lường, căn lành hồi hướng cũng như thế, đồng cõi hư không, hết tâm chúng sinh không thể dò lường được. Ví như chân như, đầy khắp tất cả, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong một sát na khắp cùng pháp giới. Ví như chân như, thường trụ vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chốt giáo vô tận. Ví như chân như, không gì sánh bằng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, các viên mãn tất cả Phật pháp không gì sánh bằng. Ví như chân như, thể tánh vững chắc, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thể tánh vững chắc chẳng phải các hoặc não ngăn cản được. Chân như chẳng có tướng, với thật tướng là một, bất quá danh từ khác nhau mà thôi, song ý nghĩa giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Chân như là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Thật tướng là vô tướng, vô sở bất tướng, chẳng gì mà không tướng, tất cả đều bao quát ở trong thật tướng, chẳng có gì chẳng phải là thật tướng, cũng chẳng có gì chẳng phải là chân như. Chân như là tùy duyên mà không đổi, không đổi mà tùy duyên, thường tùy duyên mà thường không đổi, thường không đổi lại thường tùy duyên. Vì vậy cho nên gọi là chân như, cũng có ý nghĩa là tự tại, cho nên chân như là bổn thể của pháp.